Ngày 31 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, công tác phòng chống mại dâm năm 2022. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường, chi trưởng, chi phó, hội viên phụ nữ nòng cốt trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. Trong đó, báo cáo viên đã dành thời gian phân tích thực trạng, nhận diện các hành vi xâm hại, các biện pháp phòng chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, nguyên nhân hình thức biện pháp phòng chống bạo lực gia đình. Tập huấn nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở, để mỗi cán bộ hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó với bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ nghiệp vụ của Công an thành phố tuyên truyền về công tác phòng chống mại dâm năm 2022.